Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ thư điện tử miễn phí để sử dụng, bạn nên cân nhắc về các tiện ích mà nhà cung cấp dịch vụ đưa ra như khả năng lưu trữ của hộp thư, hiệu ứng lọc thư rác, giao diện dễ sử dụng, chương trình truy cập dễ dàng. Bạn có thể tham khảo top 10 các dịch vụ email miễn phí do Bao bình chọn sau đây. Lưu ý, một số các hệ thống email cũng cung cấp miễn bạn đặc biệt với nhiều tính năng và khả năng quy mô với sự phát triển doanh nghiệp của bạn. Hãy cẩn trọng, mặc dù nhiều dịch vụ email miễn phí sử dụng nhưng phải trả phí cho dịch vụ quảng cáo. Gmail, nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất, một trong những nhà cung cấp dịch vụ email phổ biến và tốt nhất. Gmail được sử dụng cho giao tiếp cá nhân và doanh nghiệp tương tự nhau. Theo báo cáo thống kê của TechWorld vào năm 2016, hơn 1 tỷ người sử dụng Gmail. Gmail có một danh tiếng tốt và bao gồm nhiều tính năng nâng cao như tính năng hoàn tất gửi và trực tiếp email. Bởi vì dịch vụ này thuộc sở hữu của gã khổng lồ tìm kiếm Google, đương nhiên nó bao gồm một hệ thống tiện ích mạnh mẽ và hệ thống bộ lọc. Outlook.com, nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí hàng đầu khác. Nhà cung cấp email Outlook.com của Microsoft là một lựa chọn mạnh mẽ nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp email tốt nhất. Gói email phổ biến này nhận sự hỗ trợ và các tiềm lực công nghệ từ gã khổng lồ Microsoft. Outlook.com cung cấp các tính năng nâng cao như Clutter, có thể tìm thấy email tương tự như ít ưu tiên và tách chúng từ hộp thư của bạn. Một tính năng tiên tiến của Outlook.com là khả năng để undelete hoặc fold các email sau khi bạn đã vô tình hủy bỏ một phần tin nhắn. iCloud Mail, nhà cung cấp dịch vụ email phổ biến cho người dùng Apple, bạn có thể không nhận ra điều này. Nhưng nếu bạn đã từng tạo ra một ID Apple, bạn cũng có thể yêu cầu một địa chỉ email iCloud để liên kết với Apple ID. Email iCloud có thể là một sự lựa chọn email nếu bạn thường xuyên truy cập gói email của bạn từ điện thoại di động của Apple. Yahoo Mail, nhà cung cấp dịch vụ email chuyên nghiệp miễn phí. Yahoo là một trong những công ty Internet dịch vụ sớm nhất từ năm 1994. Yahoo Mail là một dịch vụ phổ biến với nhiều người sử dụng năm 2016. Nó thông báo rằng công ty đã được mua lại bởi Verizon. Mặc dù gần đây Yahoo đã thay đổi trang chủ, nhưng bạn vẫn có thể đăng ký một tài khoản Yahoo Mail. Một số tính năng của Yahoo Mail bạn có thể hưởng lợi nếu như bạn chọn nó là nhà cung cấp email của bạn. AOL Mail, dịch vụ email miễn phí với lưu trữ không giới hạn. AOL là một công ty dịch vụ Internet từ rất sớm, và những năm 1980, công ty biết đến là American Online. Nó đã được mua lại bởi Verizon trong năm 2015. Phần còn lại của dịch vụ email vẫn còn là một dịch vụ phổ biến và mạnh mẽ, đã giành được vị trí trên danh sách các dịch vụ email tốt nhất. AOL Mail bao gồm bộ lọc spam tiên tiến và bảo vệ virus. Nó cũng được biết đến với khả năng cá nhân hóa các địa chỉ email của bạn, với các tính năng My Address cho phép bạn chọn email tên miền riêng của bạn. Một trong những tính năng hấp dẫn nhất của AOL Mail là dung lượng lưu trữ không giới hạn cho người dùng. Nếu doanh nghiệp của bạn lưu trữ nhiều tin nhắn, bạn không cần phải lo lắng về việc hết không gian lưu trữ. Yahoo Mail, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo email miễn phí tốt nhất. Mặc dù Yahoo Mail có nhiều cấp độ cao, cũng có cấp độ miễn phí cho phép sử dụng 25 người cho mỗi tên miền riêng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ điều này sẽ là đủ, vì vậy chúng tôi đã thống kê là một trong những nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí tốt nhất. Với mức miễn phí của Yahoo Mail, bạn chỉ bị giới hạn 5GB dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng. Nó bao gồm tính năng bảo vệ chống virus và lọc thư rác. Dịch vụ email này tích hợp với các công cụ khác, chẳng hạn như lịch, tác vụ và ghi chú. GMX Email nhận được một tài khoản email miễn phí tốt. GMX Email cung cấp một tài khoản email tốt cơ bản miễn phí. Đây là một dịch vụ thư điện tử cung cấp miễn phí lưu trữ email không giới hạn. Nó được biết đến trên giao diện điện thoại di động phổ biến. Ngoài ra, sử dụng nó để nhận được email từ các dịch vụ email khác.
Một tính năng thú vị cho phép bạn xác định thư của bạn được lưu trữ trong bao lâu. Ví dụ, nếu bạn muốn mỗi tin nhắn trong thư mục thùng rác ở đó chỉ 2 ngày, xác định 2 ngày là thời gian lưu trữ cho thư trong thư mục đó. Yandex Mail, dịch vụ email miễn phí, mạnh mẽ với các chức năng dịch. Yandex là công cụ tìm kiếm lớn nhất của Nga. Dịch vụ cung cấp email miễn phí của họ bao gồm bảo vệ chống thư rác và virus. Họ cũng cung cấp không gian giới hạn lưu trữ. Chúng cho phép bắt đầu với 10GB và thêm lưu trữ mỗi khi bạn có ít hơn 200MB miễn phí. Tạo trải nghiệm email của bạn bè dễ dàng hơn bằng cách sử dụng nhãn, nút cá nhân và phím nóng. Ngoài ra, hiển thị file đính kèm như các tập tin đa phương tiện và hình ảnh trong một tin nhắn. Mail.com, tài khoản email miễn phí với cái tên miền mở rộng mail.com là một nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí mà cung cấp một số tính năng thú vị cho các doanh nghiệp nhỏ. Tính năng Mail Collector cho phép bạn giữ các tin nhắn bạn nhận được từ nhà cung cấp thư điện tử khác thông qua tính năng chuyển tiếp của Mail.com. Bạn cũng sẽ tìm thấy Mail.com còn có chức năng lịch trực tuyến, sử dụng nó để tạo lịch trình các cuộc hẹn, thậm chí là gửi lời mời. Lycos.com, nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí cổ điển. Lycos là một nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí với một lịch sử Internet phong phú. Công ty đã được thành lập từ những năm 1990 như là một tìm kiếm và cổng thông tin Internet. Bây giờ nó vẫn còn hoạt động như một công cụ tìm kiếm và cổng thông tin. Công ty cũng cung cấp một dịch vụ email miễn phí.